Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2023, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công các công trình, hệ thống công sự hầm hào trong khu căn cứ chiến đấu, khu vực diễn tập phòng thủ huyện tại xã Tân Phúc. Cùng đi có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và thành viên Ban chỉ đạo diễn tập huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị chỉ đạo triển khai tổ chức thi công các công trình phục vụ diễn tập, đảm bảo làm đến đâu, chắc đến đó. Theo báo cáo của lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện và nhà thầu thi công, đến nay các công trình, hệ thống hầm hào, sở chỉ huy diễn tập, các hầm họp theo quy định ở khu căn cứ chiến đấu khu vực diễn tập phòng thủ huyện bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt tiến độ 75%. Đến trực tiếp kiểm tra chất lượng tiến độ thi công các hạng mục công trình, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị đã quan tâm chỉ đạo tổ chức thi công công trình đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, lưu ý trong thời gian tới, dự báo thời tiết sẽ có những thay đổi bất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công và chất lượng các công trình. Để đảm bảo việc thi công đúng tiến độ, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động tham mưu bổ sung lực lượng, phương tiện, vật tư triển khai thi công các công trình phục vụ diễn tập đảm bảo làm đến đâu, chắc đến đó để cuộc diễn tập năm 2023 được diễn ra an toàn và thành công.